Kinh Đại Bảo Tích số 321. Kinh Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa, Hán Dịch, Đời Triệu Tống, Đại Sư Thi Hộ, Quyển 1. Như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở tại núi Thứ Phong thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại bi số 1250 vị, là có chúng đại bi số gồm 5000 vị, đều đắc nhẫn nhục, biện tài vô ngại, hàng phục ma oán, giải ngự các ngoại đạo, phát tâm đạt đại đạo, đạt được tam ma địa, các pháp tổng trì, đầy đủ bốn trí vô ngại, thông đạt bốn nhiếp pháp và sáu ba la mật đa, sâu xa tối thượng cho đến tất cả pháp Phật, có vô lượng vô biên các công đức thiện. Tên các vị ấy là Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Phổ Quán, Bồ Tát Phổ Quang, Bồ Tát Phổ Chiếu, Bồ Tát Thượng Ý, Bồ Tát Tăng Ý, Bồ Tát Vô Biên Ý, Bồ Tát Quảng Ý, Bồ Tát Vô Tận Ý, Bồ Tát Trì Địa, Bồ Tát Thế Thượng, Bồ Tát Thắng Ý, Bồ Tát Tối Thượng Ý, Bồ Tát Tổng Trì Tự Tại Vương, Bồ Tát Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vân vân. Và nhóm của Bồ Tát Hiện Hộ gồm 16 vị, đã có Đại Phạm Thiên Vương là chủ thế giới Ta Bà, vua trời Đế Thích và bốn đại thiên vương. Hộ thế là có thiên tử Tô Thi Di, thiên tử An Ý và các thiên vương Long Vương, Khẩn La La Vương, Hy Đà Lý Phược Vương, Dược Xoa Vương, Nga Lỗ Noa Vương, vân vân. Mỗi vị cùng với 100000 khuyến thuộc đều hội đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng với bốn chúng vây quanh ngồi kiết già trên tòa sư tử cao hơn núi Tu Di, hào quang rực rỡ giống như phần chật nguyệt chiếu khắp thế gian, oai nghi đầy đủ, phạm hạnh thanh tịnh giống như trời Đế Thích oai nghi tối thắng trong chư thiên, cũng như luân vương đầy đủ bảy báu, lìa các sợ hãi, như sư tử chúa khéo giả nói nghĩa không của các pháp, như ngọn lửa lớn phá các tối tâm, như ngọc báu ma đi chiếu khắp tất cả. Cũng như vậy, hào quang Đức Phật chiếu khắp tất cả 3000 đại thiên thế giới, phát ra âm thanh vi diệu thanh tịnh bảo các chúng sinh. Nay ta đạt được tất cả các pháp ba la mật tối thượng, nên giảng nói nghĩa chân thật, đầu giữa sau đều thiện, văn nghĩa thù thắng viên mãn, phạm hạnh thanh tịnh thuần nhất, không xen tạp. Khi ấy, Đại Bồ Tát Hỷ Vương an tọa trong đại chúng chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, từ nơi tòa sư tử phóng ra ánh sáng lớn như 1000 mặt trời chiếu sáng tất cả. Tâm vui mừng, cung kính, tin tưởng sâu xa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Phật, dùng kệ khen. Thân Phật sáng rỡ như núi vàng, lợi ích thế gian rất hy hữu, tăng Bồ Tát thanh văn chuyên giác, trời rồng tám bộ đều vây quanh, như núi Tu Di chư thiên ngụ, mọc từ biển lớn cao vời vợi, thương xót chúng sinh thị hiện thân, phóng 100000 ánh sáng rực rỡ. Hành hạnh Phạm Thiên tức Phạm Thiên, là vua trong chúng phạm tiếng ấy, hành tam ma địa thiền giải thoát, hào quang vượt hẳn hạng Bồ Tát. Cũng như Đế Thích chúa cõi trời, oai đức dung nghi các tướng đẹp, hào quang mâu ni chiếu thế gian, công đức khó sánh tướng trang nghiêm, tự tại bốn châu như kim luân, hay khéo điều phục các hữu tình, dẫn dắt chúng sinh thoát vòng khổ. Đức Phật từ bi cũng như vậy, có hào quang như ngọc ma ni, ánh sáng nhật nguyệt các ánh sáng, 100000 ánh sáng tái chương ấy, không bằng Phật nhật thường chiếu sáng, như trăng nửa đêm tỏa ánh sáng, chiếu khắp thế gian đều thanh tịnh, mặt Phật trang nghiêm như trăng tròn, sáng làm mờ tất cả ánh sáng, như ngọn lửa lớn trên núi cao, phá tan đêm tối soi các hướng, ánh sáng trí tuệ bậc đại tiên, phá hết vô minh lìa các cõi. Như tiếng sư tử giữa đồng vắng, các loài thú nghe đều kinh sợ, Phật thuyết pháp nghĩa không vô ngã, các ma nghe cũng lại như vậy. Ngọc báu ma ni tỏa ánh sáng, các ma ni khác bị lu mờ, thân Phật sáng rỡ như vàng rồng, che tất cả ánh sáng thế gian. Tất cả hiền thánh trong thế gian, không ai cao cả bằng Đức Phật, độ phước tinh tấn trí phương tiện, tất cả công đức không thể lường. Chiêm ngưỡng đại sơ biển công đức, oai quang chiếu khắp các quần sinh, hết lòng kính mến mộ tôn nhan, vì thế con nay xin đảnh lễ. Tâm quy kính con khen ngợi Phật, công đức thế gian không sánh bằng, đem hết hồi hướng trong pháp giới, tất cả thế gian thành Phật đạo. Đại Bồ Tát Hỷ Vương khen ngợi Phật rồi, chắp tay hướng về Phật, chiêm ngưỡng dung mạo mắt không tạm rời, tâm quán pháp giới, nghệ sâu xa khó biết khó thấy, xa liệu ngôn ngữ phân biệt, dứt trừ các hỷ luận vi diệu khó hiểu, không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát quán tưởng tất cả pháp giới như vậy, chỉ có trí quán của Đức Như Lai mới tóm thâu và chứng biết đúng như thật, cảnh giới của Phật không gì sánh bằng,
Quán xét như vậy, Đại Bồ Tát thấy cảnh giới nơi phương tiện chẳng thể nghĩ bàn của Đức Như Lai đều gồm thâu về một tướng trong tánh của pháp giới, kể như hư không không có trụ xứ, tức là cảnh giới của chúng sinh cũng như tự tánh. Tất cả các pháp cũng như vậy, đều không chướng ngại, giải thoát, rốt ráo, vắng lặng. Các Đức Thế Tôn dùng phương tiện thiện xảo hiện thân trước mặt chúng sinh khắp các cõi Phật, mà thân của như Chư Như Lai trải qua vô số ức kiếp không thể nắm bắt. Lúc ấy quán công đức của Phật rồi, Đại Bồ Tát Hỷ Vương đứng yên lặng. Bây giờ có tôn giả tên là Hổ Quốc, an cư 3 tháng ở thành lớn Xá Vệ, an cư xong, vị ấy đắp y mang bát cùng với các bí xô cùng các vị mới xuất gia và người mới phát tâm, rời nước Xá Vệ đến núi Thứ Phong thuộc thành Vương Xá. Sau khi đến nơi, tôn giả Hộ Quốc liền đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, nhảy quanh bên phải 3 vòng, rồi đứng qua một bên chắp tay, cung kính, đọc kệ, khen ngợi Phật. Kính lại Phật quang minh tối thượng, lại ý vô ngại như hư không, lại đấng đoạn trừ các trói buộc, lại bậc vượt ngoài biển 3 cõi. Chân sắc tướng vô biên của Phật hóa hiện khắp nơi trong ức cõi. Bồ Tát nghe rồi hoan hỷ đến, cung kính cúng dường công đức Phật. Làm việc cúng dường tối thượng xong, nghe Pháp Mâu Ni lìa trần cấu, tất cả hoan hỷ về bản xứ, khen ngợi chánh Pháp. Thế Tôn nói, trải qua vô lượng vô số kiếp, lợi lạc tất cả các hữu tình. Như vậy, thân tâm chưa mệt mỏi vì cầu Bồ Đề vô thượng Phật, thường hành hạnh bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn và thiền định, phương tiện trí tuệ đạt niết bàn. Vì thế con lại bậc đại giác, thành tựu 6 thông 4 thần túc, các căn 10 lực môn giải thoát, dùng hạnh này đến với chúng sinh. Con nay lại Phật trí vô đẳng, hay biết tất cả tâm thế gian, việc làm tạo tác và thành nghiệp của thân, của miệng và lời nói, vô thượng Thế Tôn thấy tất cả, tội lỗi tham si không thể đoạn, chúng sinh vì thế đọa 3 cõi, nhờ Phật thành tựu nghiệp thiện tuệ, mới biết thiện ác của thế gian. Việc của chư Phật ở quá khứ, và bậc thầy trời người hiện tại, cho đến vị lai biển công đức, tất cả các pháp thể đều biết. Cõi nước thanh tịnh chúng bay quanh, Bồ Tát duyên giác cùng thanh văn, cho đến thọ mạng của chư Phật. Đức Phật của con thảy đều biết, có bao nhiêu pháp sinh và diệt, với việc cúng dường làm Phật sự. Có thọ trì pháp của Pháp Tạng, Đức Phật của con đều biết hết. Phật có 10 lực trí vô ngại, hiện tại thường ở trong 3 đời. Như vậy tất cả pháp phương tiện, con lại biện trí của Thế Tôn. Đại giác Thế Tôn không ai bằng. Tướng đẹp trang nghiêm đại các tượng, như sao trên không trong đêm tối, con lại mau đi đấng tối thượng. Dung mạo trang nghiêm chẳng ai bằng, chiếu sáng chư thiên và thế gian, Đức Thích Phạm Vương trời cứu cánh, ở trước Phật trở nên mờ nhạt. Trong sạch bất động như núi vàng, búi tóc xanh mượt xoay bên phải, đỉnh Phật cao vợi như núi báu. Hào quang chiếu xa sinh các phước, vô số ánh sáng chiếu khắp nơi, tướng lông trắng hiện giữa chặng mày, mắt như sen xanh thường tươi vui. Vận tâm từ quán chiếu thế gian, vầng trăng trong sáng ở không trung, mặt Phật sáng tròn cũng như vậy, hữu tình nhìn mãi không biết chán. Con lại Như Lai tướng viên mãn, đi như ngỗng chúa, như nai chúa, cũng như trâu chúa bước an ổn, chấn động đại địa không tạm dừng. Con lại Như Lai sức kiên cố, ngón tay thon dài có màng mỏng, móng tay trong sạch màu đồng đỏ, đứng thẳng duỗi tay dài quá gối. Con lại thân vàng đấng đại giác, Phật bước trên đất hiện tướng lành. Dẫu bánh xe hiện đủ 1000 cân, chân phóng hào quang chiếu quần sinh, nhờ ánh hào quang họ sinh thiên, đại thánh vua pháp ban 7 tài, là bậc thí chủ tâm bình đẳng, đều phục thế gian nương pháp hành. Con lại pháp vương vô thượng giác, niệm pháp từ bi tâm làm kiếm, trì giới phương tiện cung trí tuệ, đoạn trừ phiền não các chúng giặc, luân hồi sinh diệt không tăng thêm, viên mãn tự lợi lại lợi ta, làm cho chúng sinh cùng giải thoát, rốt ráo an vui khỏi phiền não, được vào tông vắng lặng thiện tuệ, không sinh không diệt hết các khổ, cũng không sinh lão ái biệt ly, đó là vô vi tối thượng thừa. Vì thương chúng sinh Phật giảng nói, con khen ngợi Mâu Ni tối thượng, gồm thâu tất cả pháp chư Phật,
như vậy có được bao công đức, nguyện cho chúng sinh chứng Bồ Đề. Tôn giả Hộ Quốc Độc Kệ khen ngợi Phật rồi, bày vai bên phải, quỳ gối sát đất chắp tay hướng về Phật, lãnh lễ cung kính bạch. Bạch Thế Tôn, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, để con có điều muốn thưa hỏi, xin Thế Tôn từ bi cho phép. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Hộ Quốc, ta sẽ theo điều ông hỏi, mà giải đáp thỏa đáng, khiến cho ông mãn nguyện và được tâm an vui. Nghe lời ấy rồi, tâm rất vui sướng. Tôn giả Hộ Quốc thưa, Bạch Thế Tôn, những pháp nào là bốn pháp làm cho Bồ Tát được thực hành đầy đủ, có thể đạt được tất cả công đức tối thượng, đạt được trí vô ngại, biện tài quyết định, hiểu rõ tánh tướng, nhập vào nhất thiết trí, giáo hóa chúng sinh, đoạn trừ vô minh vọng tưởng phiền não, quyết định, nhập vào nhất thiết trí, nói lời chân thật làm cho hữu tình, đương vào lời nói ấy, để thực hành, để lìa các sự ngu tối, mà nghĩ đến phương tiện thiện xảo của Phật, ưa thích nghe tất cả, nghĩa lý thanh tịnh sâu xa, thọ trì các pháp, mau chóng chứng đắc chánh trí vô thượng. Lúc ấy ở trước Phật, Tôn giả Hộ Quốc nói kệ. Bồ Tát thực hành hạnh quyết định, hạnh ấy ắt có pháp chân thật từ biển trí sinh. Như Lai tối thượng vì con nói, thân Phật sáng rỡ, tướng vàng trọng, khối phước lớn vô biên tối thượng, cứu độ chúng sinh trong sáu nẻo, nói hạnh trong sạch của Bồ Tát. Sao được trí đại giác vô tận, cam lồ tổng trì sinh giác ngộ, sao được biển trí tuệ thanh tịnh, tuệ ấy đoạn nghi cho chúng sinh, khổ luân hồi trong vô số kiếp. Chúng sinh mê đắm không nhàm chán, thấy họ si mê bị khổ não, vì họ nói cách tu mười thiện. Cõi nước thanh tịnh chúng hội đông, cõi báu vô biên sống rất lâu, thường vì chúng sinh giảng lời phi diệu, xin nói hạnh Bồ Đề thanh tịnh, hàng phục tà ma sinh chánh kiến, sông ái khô cạn chứng giải thoát, pháp nhãn thanh tịnh chiếu ngu tối, làm cho hữu tình hành thượng hạnh, giàu sang đẹp đẽ biện tài giỏi, nói lời hòa nhẹ, nghe hoan hỷ, như cam lồ thấm nhuần thế gian, xin nói pháp thâm diệu sâu xa. Phạm âm phi diệu trừ các ác, âm thanh hòa nhẹ như tần già, chúng cần nghe pháp đại nhóm họp, xin nói cam lộ cứu quần sinh. Người có căn Bồ Đề tối thượng, hay tánh thanh văn hoặc duyên giác, tùy cơ sinh Phật, phương tiện nói. Gặp đúng lúc thầy ban chánh pháp, để con thích nghe thừa tối thượng, chỉ Phật rõ biết rõ tánh giác con. Không thích mong cầu pháp tiểu thừa, xin nói pháp Như Lai bậc nhất. Tôn giả Hộ Quốc nói kệ xong, Phật bảo, lành thay, ông có thể hỏi Như Lai nghĩa tối thượng, làm cho nhiều người được lợi ích an lạc, thâu nhận các đại Bồ Tát ở đời vị lai. Vậy ông hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ giải nói cho ông. Tôn giả Hộ Quốc bạch Phật, hay thay Bạch Thế Tôn, nay con lắng nghe, xin Ngài giải nói. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Hộ Quốc, có bốn pháp hoàn toàn thanh tịnh, gọi là đại Bồ Tát. Bốn pháp đó là gì? Một, trong, hai, ngoài, ba, tâm, bốn ý. Bốn pháp như thế xứng với nghĩa lý chân thật. Tất cả chúng sinh, tâm họ bình đẳng như hư không, không có sự phân biệt theo lời nói mà thực hành. Đó là bốn pháp đạt được thanh tịnh của đạo Bồ Tát. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, trong ngoài tâm ý thường thanh tịnh, tâm chánh đạo bất thoái Bồ Đề, thực hành điều thiện không vô ích, được trí vô biên của Bồ Tát, quan sát chúng sinh khổ vô ngã, sinh già bệnh chết đến bức bách, trong biển lớn bao cõi cũng như vậy, rộng dùng thuyền pháp cứu các loài. Tới các chúng sinh tâm bình đẳng, quán thế gian kia như con một, nguyện cho tất cả đều giải thoát, đều hướng Bồ Đề tâm bất thoái. Thường nói nghĩa không nương hạnh không, cũng không nhân ngã không chúng sinh, ví như mộng huyễn đều không thật, làm cho người ngu sinh trí tuệ. Như đại giác trí đại dạng nói, nương trí thi hành làm các việc, điều phục tội lỗi tâm vắng lặng, cầu chứng Bồ Đề là Phật tử. Đức Thế Tôn nói kệ rồi, bảo Tôn giả Hộ Quốc, là có bốn pháp làm cho tâm của các Bồ Tát được an ổn. Bốn pháp đó là gì? Một, đối với pháp môn tổng trì, mong muốn tu học. Hai, thường gần bạn lành, oai nghi không khiếm khuyết. Ba, cần chứng pháp nhẫn vô sinh sâu xa. Bốn, chuyên cần tu hành giữa giới thanh tịnh. Bốn pháp như thế làm cho tâm của các Bồ Tát được an ổn, tiến tu không lùi. Phật lại nói kệ, nếu người ái kính pháp tổng trì,
danh tiếng đồn xa người quy tụ, tri pháp môn, nhiệm màu, vô thượng, tất cả Như Lai đồng nói đến, trí tuệ thêm sáng không quên mất, như vậy chống được trí vô ngại, thông đạt tất cả pháp tối thượng, thành tựu môn giải thoát vô vi, chứng bồ đề đều nhờ bạn lành, phát triển bảy giác hay tu đoạn, tăng trưởng tám chánh làm việc Phật, xa lìa bản ác như sờ lửa. Nghe pháp sâu xa chứng vô sinh, hiểu rõ các pháp rốt ráo không, không ngã, không nhân, không chúng sinh, như vậy mong lìa tất cả kiến. Luật nghi là gốc sinh các thiện, kiên trì giữ gìn lìa hủy phạm. Hành được thanh tịnh tâm vắng lặng, Phật vì chúng sinh nên giảng nói. Đức Thế Tôn nói kệ xong bảo Tôn giả Hộ Quốc, là có bốn pháp làm cho các Bồ Tát ở trong luân hồi tâm được vui thích. Bốn pháp đó là gì? Một, khiến cho các Bồ Tát ưa thích gặp Phật. Hai, khiến cho các Bồ Tát ưa thích nói pháp. Ba, khiến cho các Bồ Tát ưa thích xả bỏ tất cả sở hữu. Bốn, khiến cho các Bồ Tát ưa thích thọ nhận pháp tướng sâu xa. Bốn pháp như vậy làm cho các Bồ Tát ở trong luân hồi tâm sinh ưa thích sâu xa. Phật lại nói kệ: Bồ Tát được thấy lượng túc tôn, trong tất cả đời hành chánh hạnh, hay khéo được phục các thế gian, hào quang chiếu khắp trừ ngu tối. Như vậy cúng dường nhân trung tôn, ưa thích sâu xa thường tôn trọng, cứu độ tất cả các chúng sinh, khiến nhập đạo Bồ Đề vô thượng. Nếu nghe các Phật giảng nói pháp, thân tâm vắng lặng sinh vui thích, như vậy tâm kiên cố không lùi, hành theo mau chứng Bồ Đề Phật. Xả bỏ tất cả tâm không tiếc, thấy người đến sinh tâm vui vẻ, nước thành vợ con và thân mạng, ban cho chúng sinh tạo nhân Phật. Nếu nghe pháp vô tướng thâm diệu, tánh lìa phân biệt xưa nay không, không ngã, không nhân, không chúng sinh, như vậy ưa thích những việc ấy. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ xong, bảo Tôn giả Hộ Quốc, là có bốn pháp đối với các Bồ Tát không được ưa thích. Bốn pháp đó là gì? Một, không được ưa thích người tại gia. Hai, đã xuất gia rồi, không được ưa thích lợi dưỡng. Ba, không được ưa thích sinh trong dòng họ cao quý. Bốn, không được ưa thích hàng tiểu thừa. Bốn pháp như vậy, các Bồ Tát không được ưa thích, rồi nói tụng, tại gia tội lỗi nhiều vô biên, xa lìa khiến tâm không vướng mắc, thường vui sơn giả tịch các căn, dũng mãnh xuyên tu đức đại trí, độc hành thanh tịnh như kiếm bén, chặt đứt ngu si các cấu nhiễm, đối với mọi thứ lợi dưỡng lớn, thường ưa xa lìa không đắm trước, xả bỏ cao quý dòng tộc sang, quán như huyện hóa như bóng nắng, vì khắp quần sinh hành bố thí, trì giới nhẫn nhục và các hạnh, không tiếc thân mạng và quyến thuộc, chỉ cầu chánh giác đến bờ kia, không đắm trước vào pháp tiểu thừa, đối pháp thượng thừa tâm bằng hằng vững, cho đến thân thể bị cắt xẻo, tâm kia không hoại như kim cang. Đức Thế Tôn nói kệ xong, bảo Tôn giả Hộ Quốc, lại có bốn pháp đối với các Bồ Tát có sự tổn hại. Bốn pháp đó là gì? Một, phá giới phạm luật. Hai, không ở nơi sơn giả để hướng đến thanh tịnh. Ba, không nương vào giáo lý bốn thừa mà tìm cầu tà vậy. Bốn, tuy thích đa văn nhưng hoàn toàn chẳng được gì. Bốn pháp như thế đối với các Bồ Tát có sự tổn hại. Rồi nói tụng, giới tướng thanh tịnh như mani, hay dắt chúng sinh đến bờ giác. Bồ Tát phá giới luật nghi này, đắm chìm không thành vô thượng giác. Ở chỗ sơn giả nơi vắng lặng, phân biệt nhân ngã tự nhiên trừ, quyến thuộc nam, nữ và thân ta, quá như cỏ cây không yêu thích. Giáo lý bốn thừa không hư dối, hạnh nhất tâm thanh tịnh phụng hành theo, chắc chắn đầy đủ các công đức, thành tựu trí Phật đại trượng phu. Qua các hữu tình trong luân hồi, thường ở sinh tử khổ sầu bi, luôn dùng thuyền pháp tối thượng diệu, đưa hữu tình kia khỏi biển khổ. Nếu không cứu độ chúng sinh ấy, mê đắm trầm luân không lúc dừng, vì thế tiểu thừa chẳng rốt ráo, nên chúng sinh phát tâm bồ đề. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ xong, bảo Tôn giả Hộ Quốc, là có bốn pháp đối với các Bồ Tát nên hiểu rõ để tu tập. Bốn pháp đó là gì? Một, phát sinh tâm bình đẳng của chư Phật để cầu thiện thệ. Hai, phụng sự pháp sư
tôn trọng cúng dường ngoại cụ mà không chấp trước. 3. Không ham lợi dưỡng cũng không mong cầu. 4. Đối với pháp nhẫn sâu xa, thành tựu đầy đủ. 4 pháp như thế, Bồ Tát nên hiểu rõ để tu tập, rồi nói kệ. Có bậc thiện thệ đại trượng phu, thiên thượng nhân gian không ai bằng. Bình đẳng dẫn đường các quần sinh, tu tập hành mười thiện như vậy. Tôn trọng phụng sự vị pháp sư, đương thầy giáo thọ mà tu học, hết lòng cúng dường cầu trí Phật. Vô biên chư Phật từ đây sinh, thường ở núi sâu không sợ hãi, đối với lợi dưỡng không ham thích, khéo hay thành tựu trí vô ngại, thông đạt pháp sâu lìa các trần, nghe công đức Phật càng hoan hỷ, hành pháp như vậy tu kiên cố, chứng nhẫn vô sinh tịch tịnh kia, rộng độ vô lượng khổ chúng sinh. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rồi, bảo Tôn giả Hộ Quốc, là có bốn pháp hành pháp thanh tịnh của các Bồ Tát. Bốn pháp đó là gì? 1. Thân tâm quyết định chí cầu Bồ Đề để hành pháp thanh tịnh. 2. Lìa xa các hư vọng, ở nơi núi sâu hành pháp thanh tịnh. 3. Xả bỏ tất cả, không cầu quả báo, hành pháp thanh tịnh. 4. Thường theo pháp sư, ngày đêm cầu pháp, hành pháp thanh tịnh. Bốn pháp như thế, các Bồ Tát theo đó hành pháp thanh tịnh, là nói kệ. Tâm bẩn, tham sân si đều dứt, biến nhát hư vọng cũng lại không. Tất cả tội lỗi khiến không sinh, quyết định cầu chứng đạo Bồ Đề, chán lìa nhà cửa đoạn gốc lo, xả bỏ trần tục cầu xuất gia, chẳng nên gặp gỡ bằng hữu xấu, sống ở núi sâu hướng giải thoát, ở trong núi kia tu tịnh hạnh, thành tựu trí vô ngại Như Lai, thân mạng tài vật không đắm trước, tự tại vô ý như sư tử, thấy loài hữu tình sinh hoan hỷ, như chim nhóm họp rồi ly tán, quá thế gian này chẳng bền chắc. Như vậy cầu đạo Đại Bồ Đề, thân tâm thanh tịnh như hư không, sẽ bỏ tất cả không kinh sợ, đối với lợi dưỡng không đắm trước, như nay kinh sợ không đứng vững. Thế gian luôn ở nguy hiểm lớn, khó phát tâm, thân tâm cầu giải thoát. Thấy đây hư vọng không chân thật. Vì thế ta hành hạnh tịch tỉnh, dùng lời hoa nhã dạy quần sinh, quán thân bình đẳng không phân biệt. Không trước không trụ cũng như gió, là cầu hạnh Bồ Tát tối thượng, vô tướng giải thoát không vô nguyện, hiểu rõ hữu vi như huyện hóa, thường hành thanh tịnh tâm quảng đại, uống vị cam lộ thường hoan hỷ, chỉ cầu đạo pháp nương thầy học. Người ấy năm uẩn thường thanh tịnh, các khổ bức bách không mệt mỏi, như thế chứng nhập môn tổng trì. Hiểu rõ việc tu hạnh Bồ Tát, thành tựu sở cầu khiến người vui, nếu đối Bồ Đề không mong cầu, kẻ ấy thiếu trí trăm đời mất. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ xong, bảo Tôn giả Hộ Quốc, lại có bốn pháp. Đối với các Bồ Tát là pháp nạn, bốn pháp đó là gì? 1. Tâm không tôn trọng kinh mạng. 2. Tâm không hiếu hạnh, biến nhát ương ảnh. 3. Tâm ham lợi dưỡng, ít biết đủ. 4. Tâm ưa hư vọng, cầu tài lợi. Bốn pháp như thế là pháp nạn của Bồ Tát. Rồi nói kệ. Phật pháp bổn sư và cha mẹ, không tin kính trọng nhiều khinh mạng, không hành hiếu kính tâm biến nhát, thường bị ngu si làm tán loạn, tâm tham chỉ nghiêng về lợi dưỡng, lại hành hư vọng vì tà lợi, khen đức nghiệp mình chê người khác, cho mình giữ giới và tu hành, đôi bên tranh đấu không lòng thương, che giấu lỗi mình nhìn lỗi người, lại làm nghề nông và kinh doanh, sa môn như vậy không công đức, thời mạt pháp tâm người tán loạn, đấu tranh hại nhau tâm ganh ghét, sa môn ngầm diệt pháp Như Lai, các bí xô thiện đều xa lìa, Bồ Đề diệu đạo mãi không gặp, năm nẻo luân hồi không cùng tận. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ xong, bảo Tôn giả Hộ Quốc, là có bốn pháp các Bồ Tát cần phải xa lìa. Bốn pháp đó là gì? 1. Biến nhát. 2. Bất tính. 3. Đố kỵ. 4. Ghét người khác. Bốn pháp như thế, các Bồ Tát cần phải xa lìa, rồi nói kệ. Biến nhát không tin tâm mê muội, tâm ôm ganh ghét thường sân hận. Thế có sa môn hành nhẫn nhục,
liền đuổi họ ra khỏi Già Lam. Với người sang hiện ở thế gian, đều không phân biệt việc thiện ác, chuyên môn chỉ theo việc phải trái. Như vậy tội lỗi đều do sân, xa lìa các công đức pháp Phật, rơi vào nẻo ác hầm lửa lớn. Hành như vậy đi vào cõi ác, không nương giáo pháp chuốc khổ kia. Vì thế thường hành đạo Bồ Đề, không cho chìm đắm sinh nẻo ác. Đại kim tiên lợi ích hữu tình, trả nhiều ức kiếp mới xuất thế, nay mới được gặp Bậc Mâu Ni, chống bỏ các lỗi cầu giải thoát. Đức Thế Tôn nói kệ này xong, bảo tâm giả hộ quốc: lại có bốn pháp các Bồ Tát không nên làm. Bốn pháp đó là gì? Một, không nên theo bạn ác. Hai, không nên theo người có kiến chấp. Ba, không nên theo người bỏ tất cả pháp thiện. Bốn, không nên theo người mê đắm tài lợi. Bốn hạng người như thế các Bồ Tát không nên theo, rồi nói kệ: nếu người xa lìa các bạn ác, thường được bạn lành đến thân cận, như đêm trăng tròn hiện không trung, trừ tối sáng rỡ đạo Bồ Đề, phàm có hiểu biết thường không dứt, với thân mạng mình luôn nuôi dưỡng, như vậy độc khí có thể lìa, người ấy thành đại trí tuệ Phật. Nếu bỏ pháp vi diệu tối thượng, không thích vắng lặng vị cam lồ, như vậy gọi là đồ bất tịnh. Xa lìa cầu chứng đạo Bồ Đề, tham cầu tài lợi và y bác, cùng người tại gia làm kinh doanh, như vậy xa lìa hố lửa này, có thể thành tựu đạo tối thượng, thường ưa hàng phục các ma oán, thường chuyển pháp luân đổ các loài, như vậy rộng tạo lợi ích lớn, thường gặp bạn lành được Bồ Đề, thân sơ khen chê thường bình đẳng. Lợi dưỡng canh gác cũng như vậy, trí chư Phật vô thượng như thế, người ấy không lâu ắt thành tựu. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ xong, bảo tôn giả hộ quốc: là có bốn pháp các bộ của các Bồ Tát, là pháp khổ báo. Bốn pháp đó là gì? Một, khinh mạng giáo pháp. Hai, chấp trước ngã nhân. Ba, tâm không tin hiểu. Bốn, đối với cảnh bất tịnh, ghi nhớ trọn vẹn. Bốn pháp như thế là pháp khổ báo của Bồ Tát. Rồi nói kệ, nếu có thọ trì pháp vi diệu, mới có thể nhận thế gian cúng. Kẻ khinh mạng không có trí lớn, sẽ nhận vô biên các khổ ác, với Phật, bổn sư và cha mẹ, thường ôm nhân ngã không cung kính. Phước lớn như vậy, tâm không cầu, sẽ đọa chỗ bất tịnh vô tri, tam bảo tối cao ruộng phước lành, mà không tin hiểu và quy kính. Dùng hư dối mê hoặc thế gian, như thế sẽ mắc tội khổ ác. Người nữ tức là cửa xấu ác, trôi giạt sinh tử không cùng tận. Người ngu vô trí tạo nghiệp ấy, mà đắm địa ngục và súc sinh. Nếu người tôn trọng hướng về Phật, hay diệt các khổ được vô ý, là đóng tất cả cửa cõi ác, dẫn lối chúng sinh đắc Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Hộ Quốc Tôn Giả, Sở Vấn Đại Thừa, quyển 2. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả Hộ Quốc: có bốn pháp đối với các Bồ Tát là pháp trói buộc. Bốn pháp đó là gì? Một, khinh mạng người khác. Hai, đối với việc thế gian đem phương tiện tìm cầu. Ba, dùng tâm tán loạn như đi đường nguy hiểm. Bốn, đối với quyến thuộc sinh lòng tham trước. Bốn pháp như thế là pháp trói buộc của Bồ Tát. Rồi nói kệ: nếu hành khinh mạng với người khác, phương tiện chỉ cầu việc thế gian, tán loạn như đi trong đường hiểm, như voi lún sâu trong bùn. Đối với người thân sinh yêu mến, thường ôm tham luyến như say rượu. Như vậy mỗi mỗi bị trói buộc, tăng trưởng ngu si che trí lớn. Nếu người sợ khổ chán sinh tử, mong khỏi chìm đắm hướng giải thoát, xả bỏ khinh mạng việc thế gian, đó là Bồ Tát thực hành đạo, diệt hết vô biên các khổ rồi, và các quyến thuộc phiền não kia, rốt ráo an vui không mong cầu, viên mãn đạo Bồ Đề vắng lặng, thực hành sáu pháp ba la mật, ba thân, năm trí và mười lực. Tất cả công đức đều trọn đủ, như vậy lì hẳn vô biên khổ. Quá khứ tu hành vô lượng kiếp, vì chúng sinh nên cầu Bồ Đề,
tất cả các thiện thảy đều tu, xa lìa các ác và quyến thuộc. Thường ưa núi sâu chỗ yên tĩnh, xa lìa thanh sắc tưởng chân không, tinh tấn tu hành không gián đoạn, đắc tuệ viên mãn đại trượng phu. Thấy nghiệp chúng sinh thế gian kia, năm nẻo xoay vần không cùng tận. Ta đời quá khứ phát tâm từ, tự bỏ thân mạng và vợ con, kinh thành đất nước và kho báu, cầu Phật như vậy vô số kiếp. Ta xưa ở núi hành nhẫn nhục, hoa quả ao khe tẩy thanh tịnh, vua Ca Lợi đến chặt chân tay, tâm sinh thương xót nhẫn không giận. Xưa ở núi sâu tên Xà Ma, ta là tiên nhân Ba La Đa, khi ấy thiên tử bắn thân ta, cũng không sân hận sinh tâm ác, không tiếc thân mạng xem như đá, chỉ cầu bồ đề tâm không lùi. Thuở xưa khi ta là bồ tát, thấy hổ đói bốn an tịch con, gieo mình xuống vật cứu hổ kia, trời người khen ngợi đại tinh tấn, thường ưa bố thế cứu chúng sinh, không tiếc thân mạng và tài bảo. Xưa ta tên là Ma Nẵng Phược, rồng hành bố thí hết bảy báu, cho đại ba ni để người giàu. Như vậy cầu chứng quả bồ đề. Thuở xưa làm vua đại Tô Ma, ta tu hành tiếng tâm vang khắp. Bây giờ ta chịu trói thay người, để trăm vua kia được giải thoát. Xưa ta làm vua hiệu Năng Xả, ai mong cầu gì đều thỏa mãn, cho đến thân mạng và cho báu, khiến người giàu sang khỏi nghèo khổ. Xưa có chim câu bay đến ta, ta cắt thịt ta cứu mạng nó. Khi cầm dao cắt thịt như vậy, không kinh không sợ tâm an ổn. Cũng thời quá khứ bỏ ngôi vua, trọn đời hành pháp ba la mật, lại tự hóa thân làm thuốc hay, bỏ thân mạng mình cứu quần sinh. Xưa kia ta là sư tử chúa, thường làm lợi lạc cho thế gian, sợ bỏ ngôi vua và quyến thuộc, một lòng mong cầu đạo vô thượng. Lại xưa ta là vua Diệu Nha, thọ ấy tuổi thọ 1000 năm, 84 năm tu khổ hạnh, phát đại tinh tấn thí của báu. Ở trước tháp Phật đốt thân mình, hết lòng cung kính để cúng dường. Xưa ta là vua tên Vô Cấu, có bà La Môn tên Ác Nhãn, đi đến thâm cung xin đầu ta, ta liền đem đầu mà ban cho. Thuở xưa ta là vua Nguyệt Quang, cứu khắp chúng sinh làm lợi ích, trong tất cả thành ấp xóm thôn, ngã tư đường bố thí thuốc hay. Ngàn thệ nữ đoan nghiêm tướng đẹp, cho báu vàng rồng khắp trang nghiêm. Bỏ ngàn thệ nữ để tu hành, việc làm ấy phước không ai sánh. Thuở xưa ta là vua Du Bà, đồ mã quý báu đời hiếm có, hoa hương các báu cùng trang nghiêm, bố thí cho người không luyến tiếc. Xưa ta là vua tên Bảo Kế, tay chân mềm mại như bông tơ, nhẫn láng phi diệu sắc như sen, tự bỏ tay chân lợi chúng sinh. Thuở xưa ta là vua An Ý, có thương nhân tên là Tinh Hạ, dẫn các thương khách vào trong biển, bỗng nhiên trôi vào nước La Sát. Nước ấy trăm ngàn nữ dạ xoa, không thẹn tàn ác ăn thịt người. Thương khách không biết nữ dạ xoa, thấy họ đẹp đẽ sinh tâm mến. 500 thương khách sắp bị hại, ta thương cứu họ đều thoát nạn. Thuở xưa ta là vua Diệu Nhãn, 4 triệu thể nữ thường vây quanh, đoan chánh tuyệt đẹp như thiên nữ, bỏ họ xuất gia cầu Phật pháp, Phật đạo. Xưa kia ta là vua Phước Quang, sạch sẽ thanh tịnh sắc vàng rồng, ngón tay thon dài đời hiếm có, xả bỏ tay này lợi chúng sinh. Thuở xưa ta là vua Pháp Tài, mắt biết sáng trong như sen xanh, với thân đáng yêu rất khó bỏ, người đến cầu xin cũng ban cho. Xưa kia ta là vua Liên Mục, thấy thương chúng sinh trong khổ não, có người nữ mang bệnh u sầu, ta hành thương xót khiến được khỏi. Thuở xưa ta là Đại Y Phương, thường cứu bệnh khổ cho chúng sinh, hoặc thân ra máu và tụy não, cứu chữa bệnh tật khiến được lành. Tâm tinh tấn dũng mạnh như vậy, chưa từng xả bỏ loài hữu tình. Thuở xưa ta là vua Thành Lợi, đem mắt yêu quý đẹp như sen, cho các chúng sinh trị bệnh tật, một lòng vì cầu đạo vô thượng. Ta xưa là vua tên Phổ Hiền, thương xót hữu tình nên cứu độ. Khi ấy xả bỏ chốn 4 châu lớn,
cõi nước dân chúng và các báu, thậm chí các thân lấy máu thịt, thế cho chúng sinh tâm hoan hỷ. Lại làm nữ vương tên Đại Trí, thân đoan chánh, sắc vàng mềm mại. Khi ấy người nữ tên Sắc Tướng là thương nhân sinh một cháu gái, đói gầy khốn khổ không lương thực. Ta bỏ hai vú để cứu họ. Xưa ta là vua hiệu Đa Văn, có đủ trân châu y phục đẹp, vơ ngựa xe cổ và tơ lụa, bố thí như vậy vô số kể. Lại thấy thương nhân trôi trên biển, ta vào trong biển để cứu họ. Người ấy phong ơn xin mắt ta, ta cũng ban cho không sân hận, xả bỏ đất đai và quyến thuộc, quán họ không chấp như kiến nhỏ. Thuở xưa cứu quần sinh như vậy, tâm không thái chuyển không mệt khổ, thấy người già đơn độc bần cùng, giúp đỡ cung cấp vật cần dùng, thường hành yêu kính không khinh mạng, cũng không xấu hổ không nhân ngã. Xưa ta từng làm Tân Di Hầu, cùng với đồng loại kia dạo chơi, khi ấy thợ săn bắt trói chúng, ta liền thay thế cứu chúng thoát. Thợ săn đem ta dâng quốc vương, vua sai buộc ta sau hậu cung, nghĩ đến cha mẹ già côi cút, thức ăn uống ngon ta chẳng màng, chịu khổ như vậy giữ lòng hiếu, nhờ thế được thoát khổ vương cung. Xưa ta từng làm thân gấu lớn, thường vào núi sâu hành từ nhẫn, bỗng thấy tiều phu gặp mưa lớn, dẫn vào hang núi để lánh mưa. Trải qua 7 ngày trời quang đãng, dặn tiều phu ấy đừng chỉ chỗ. Khi ấy tiều phu yên ổn về, chỉ dẫn thợ săn đến giết hại. Vong ân như vậy giết thân ta, ta không sân hận sinh từ nhẫn. Thuở xưa ta là voi trắng chúa, cầu Bồ Đề Phật hành 10 thiện. Khi ấy thợ săn bán thân ta, ta xả bỏ ngà tâm hoan hỷ. Xưa có người ác đế Lý Tử, dùng lửa thiêu đốt ngọn núi lớn. Ta thấy lửa này khởi lòng thương, trời mưa hoa hương, lửa tự tắt. Xưa ta từng làm chúa loài nai, vàng báu trang nghiêm, thân tuyệt đẹp, lội xuống sông nọ cứu người chìm, khiến người an ổn toàn mạng sống. Bảo chớ nói ta ở núi này, vì sợ kẻ ác đến săn ta. Khi ấy người kia quên ơn này, chỉ cho quốc vương đến vây bắt, chỉ rồi hai tay người ấy rụng. Khi ấy ta không chút sân hận, sư đoàn thương nhân 100 người, vì tìm cho báu vào trong biển. Thương chủ hết thức ăn nước uống, thương chúng ốm gầy không lương thực. Lúc ấy ta là rùa chúa lớn, đem thân cứu mạng chúng thương nhân, với tâm từ tạo lợi ích người, họ đều bình an đến bờ biển. Xưa ta hóa thân làm trùng tuốt, trùng này tên là Câu Tô Ma, an thân ta trừ tất cả bệnh, đều được an ổn hết các hoạn. Xưa ta lại làm sư tử chúa, đại lộc vô ý hành từ bi, có thợ săn giỏi bắn thân ta, ta không sân hận không phẫn nộ. Ta xưa cũng làm ngựa trắng chúa, thường hành hạnh Bồ Tát từ bi, cứu thương nhân gặp nạn la sát, chở mọi người ra khỏi biển nguy. Xưa làm loài chim quân nô la, xa lìa sắc dục không tán loạn, khiến cho đồng loại các phi cầm, cũng lại thực hành hạnh thanh tịnh. Ta xưa trong lúc làm thọ chúa, cùng các bầy thọ nói pháp hạnh, thấy vị tiên đói không thức ăn, ta bỏ thân mạng cứu vị ấy. Xưa ta từng làm chim anh võ, thường sống trong rừng cây hoa quả. Có kẻ ác thiêu hủy rừng này, nhờ sức của ta rừng xanh lại. Thuở xưa ta làm Di Hầu chúa, cùng đàn Di Hầu đi dạo chơi. Khi ấy quốc vương đến vây bắt, ta vì cứu đàn đến trước vua. Xưa ta lại làm chim anh võ, cha mẹ già yếu không bay được. Ta vào trong ruộng gấp lúa thơm, dưỡng nuôi song thân hành hiếu kính, chỉ ruộng lúa ấy lòng giận tức. Chủ ruộng lúa ấy lòng giận tức, đuổi bắt anh võ và quở trách, tại sao ngươi lại trộm lúa ta? Bây giờ ta bắt ngươi bỏ mạng. Anh võ bảo với chủ ruộng rằng, ông trồng ruộng lúa cứu hữu tình, tôi lấy ít lúa dâng mẹ cha, sao ông nói tôi là kẻ trộm? Lúc đó chủ ruộng nghe lời ấy, cho lúa gấp bội hoan hỷ nói, ta là cầm thú, ngươi là người,
Hiếu dưỡng như vậy thật hiếm có. Thuở xưa ta hành hạnh Bồ Tát. Trải qua số kiếp như vi trần, cầu đạt quả Phật Đại Bồ Đề, chưa có lúc nào sinh mỏi mệt. Như vậy xả bỏ nội ngoại tài, nước thành vợ con và châu báu, đầu, mắt, tủy não và thân mạng, giữ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền, trí tuệ phương tiện và nguyện lực. Các độ như vậy rộng tu tập, chưa từng xả bỏ hạnh Bồ Tát, tất cả điều thiện không thiếu sót. Như Phật nói về hạnh Đầu Đà, hạnh ấy cũng là nhân hướng Phật. Như vậy mỗi hạnh đều tu tập, tinh tấn tu tập không khuyết phạm. Đối với các chúng sinh đời sau, tuy làm bí xô mà vô hạnh, thường sinh ngã mạn tâm bí nhát, tham đắm thanh sắc và tài lợi. Nghe hạnh lớn này nhân thắng diệu, nhưng không tin nhận lại phỉ báng, khinh khi cười cợt bảo mọi người, lời nói này chẳng phải Phật dạy. Ta nghe quá khứ có một người, học rộng hiểu nhiều tiếng vang khắp, nhưng nghe Phật nói không tin nhận, đem lời pháp ấy hỏi thầy mình, vì thầy tuy già nhưng học rộng, đối với lời Phật cũng không tin. Tuần tự như vậy bảo mọi người, pháp này chẳng phải lời chân thật. Câu xuất ly nhập công vô ích, bày vẽ trì giới học oai nghi, tu tập như vậy để làm gì? Đã không chúng sinh, không nhân ngã, thân tộc cha mẹ thể đều không. Đó là tà kiến lời ngoại đạo, chẳng phải pháp giải thoát chân thật. Lại nữa đời sau các bí xô, gây ra tội lỗi không hổ thẹn, ngã mạn cao ngạo tâm tán loạn, ganh ghét tham ái như lửa thiêu, không sửa ba y thõng tay bước. Kéo lách ca xa vào thôn xóm, mặc tình phóng túng mà uống rượu, làm đủ các việc làm thô ác, mặc pháp phục làm sứ giả Phật, không nương giới luật gần vô quan, mang thư tin dông rủi bốn phương, cậy thế lực quan tìm tài lợi, bỏ mất rừng công đức Như Lai, rơi vào ba đường các nẻo ác, hoặc là kinh doanh ở chợ búa, hoặc là cày cấy ở nông thôn. Phật nói đó chẳng phải sa môn. Bí xô thanh tịnh không như vậy, ta vật cúng dường của thường trụ, sử dụng phi pháp như của mình. Thế có bí xô đủ giới đức, sinh tâm khinh mạng và phỉ báng, bôi nhọ hiền thiện phá luật nghi, thân cận tế tục nhiễm hạnh tà, nuôi dưỡng vợ con làm các việc, buông lung thô ác như thế tục, như vậy tạo nhiều nhân nghiệp ác, chẳng phải hạnh sa môn xuất gia, sẽ đọa trong nẻo ba ác đường, nhiều kiếp trầm luân chịu các khổ, đối với các căn không điều phục, tham đắm ăn uống và sắc dục. Chắc chắn mọi người sẽ khinh chê, việc dạy đệ tử cũng như vậy, chưa từng chỉ bày pháp tu hành, cũng không truyền dạy tâm cung kính. Nói mình từ bi trước mọi người, chẳng cần đệ tử để kế thừa. Người bệnh phong điên hoặc bệnh hủi, sáu căn không đủ người sáu ác. Nhận kẻ như vậy cho xuất gia, chẳng phải sa môn đệ tử Phật. Không giới, không hạnh, không đạo đức, hạng ấy phi tục phi sa môn. Ví như chất củi thiêu thay túi, những người thanh tịnh nên đánh xa, tánh vốn kiêu căng nhiều tán loạn, cũng như phơi điên không thuần phục. Dù ở núi sâu tâm không an, lửa thêm tiêu đốt không tạm dừng, quên mất tất cả công đức Phật, phương tiện trí tuệ hạnh Đầu Đà. Các thiện như vậy không thực hành, đọa vào A Tỳ không ngày thoát. Thường bàn việc thị thành thôn ấp, việc quan việc giặc và quyến thuộc, ngày đêm suy nghĩ việc như vậy, chưa từng gia lát hành chánh định. Đối với chùa chiền sinh tâm tham, sửa sang tự viện và phòng ấp, không có trì tụng và tu tập, chỉ vì quyến thuộc và đệ tử. Nếu bí xô nào nương tựa ta, ta sẽ cho họ cùng sống chung. Ai muốn trì giới phụng hành luật, chẳng phải việc ta phải xa lìa, có ngoại cụ giường nằm các vật, đồ vật thường dùng thức ăn uống, cất giấu phòng kính hoặc che khuất, nói rằng không có khiến người đi. Đời mặt pháp người ngu như vậy, làm cho giáo pháp Phật sớm diệt,
tham cầu lợi dưỡng đoạn gốc thiện. Hạng biết số này nhiều không kể. Nếu người thanh tịnh có trí tuệ, xa lìa tất cả ở núi sâu, mạt pháp bí xô không giới đức, không ưa ở núi sâu yên tịnh, thường ở thị thành và thôn xóm, chỉ lo toan phải trái đấu tranh, làm trái pháp luật của quốc gia, trách phạt đuổi xưa chịu xấu hổ, biện công đức giáo hóa chư Phật, do phá giới nên đều khô cạn, ví như biển báu nước lắng trong, do bị bùn nhơ làm phẫn đục, cũng như hoa sen nở khắp ao, bị trận cuồng phong làm tơi tả. Và đời mặt pháp người phá giới, làm tổn hại pháp Phật cũng vậy. Nếu có người tịnh tu phạm hạnh, gặp bạn ác này phải xa lánh. Người ấy mạng dứt đọa A Tỳ, chịu khổ trăm ngàn vô số kiếp. Ở địa ngục này chịu tội rồi, sinh vào súc sinh hoặc làm người, bần cùng hạ tiện và câm điếc, mắt chột lưng còm nhiều bệnh tật, tay chân các căn không đầy đủ. Ai thấy cũng đều sinh kinh sợ, không tính, không hạnh, không can lành. Ngày đêm đói lạnh thường sầu khổ, lại bị mọi người sinh sân hận, họ dùng ngói đá để đánh ném. Ba khổ như vậy thường trói buộc, tất cả tội nghiệp phải xa lìa. Thường nên gần gũi Phật Pháp Tăng, trì giới thanh tịnh, hạnh đầu đà, như vậy lợi danh và quyến thuộc, như huyện, như hóa, như bóng hình. Pháp hữu vi có trong chốc lát, không lâu chống nhau liền tan hoại, chỉ có Bồ Đề Phật vô thượng, diệu địa mười lực ba la mật, kiên cố tu tập chớ sinh nghi, vị lai rốt ráo an vui lớn. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rồi bảo Tôn giả Hộ Quốc, nếu có người đối với Thừa Bồ Tát không đương pháp thực hành, thì người ấy có lỗi, thì người có lỗi ấy sẽ được người không đương pháp kính mến. Người biến nhát được người biến nhát kính mến, người vô trí được người vô trí kính mến. Như vậy, họ kính mến lẫn nhau, tham đắm lợi dưỡng, ganh ghét quý tộc, biến nhát cuồng loạn, theo dệt hai lưỡi nịnh hót người khác, dối trá cha mẹ và sư trưởng, hoặc vào thị thành các thôn xóm, không vì tạo lợi ích cho chúng sinh để giáo hóa mà chỉ nói dối ta là đại trí, nghe nhiều, hiểu rộng, để mê hoặc hữu tình, chỉ cầu tài lợi, khinh bỏ pháp thiện nên chẳng được gì. Như đồ đựng bị vỡ nên không thể dùng cất chứa. Họ oán ghét mọi người, nghe tin lời tà, suy đoán sai lệch, phải nói là trái, việc trái nói là phải. Đối với chánh pháp của Phật, tâm không ưa thích, sinh vào nhà bần tiện, dòng họ thấp kém. Vì thấy chút lợi nên mới cầu, mình mới đầu Phật để xuất gia, phải được làm tăng. Hành phi phạm hạnh ở trong giáo pháp của Phật hoàn toàn không có chút thành tựu, huống chi là trí lớn. Đức Phật bảo Tôn giả Hộ Quốc, hạng người như vậy không nên nói pháp, vì việc thiện của hàng trời người họ còn không thể tiếp nối, thì đối với Bồ Đề làm sao thành tựu được. Khi ấy Đức Thế Tôn lại bảo Tôn giả Hộ Quốc, có tám hạng người xa lìa Bồ Đề không được nói pháp thù thắng vi diệu cho họ. Tôn giả Hộ Quốc bạch Phật, tám hạng đó là những ai? Xin Thế Tôn giảng nói. Phật bảo, tám hạng người đó là: một, hạng người sinh ở biên địa; hai, hạng người sinh trong nhà bần cùng; ba, hạng người sinh trong nhà hạ tiện; bốn, hạng người xấu xí ngu si; năm, hạng người đủ mọi trói buộc thân tâm sầu lo; sáu, hạng người bỏ người hiền gần gũi bạn ác; bảy, hạng người luôn tật bệnh thân thể yếu đuối; tám, hạng người bị các khổ bức bách. Tám hạng người như vậy xa lìa Bồ Đề không nên nói pháp cho họ. Lúc ấy Tôn giả Hộ Quốc lại bạch Phật, không nên nói pháp còn có nghĩa gì chăng? Đức Phật bảo Tôn giả Hộ Quốc, nếu có người không quyết định thì ta không nói Bồ Đề. Với người hư vọng ta không nói hạnh thanh tịnh. Với người biến nhát ta không nói hạnh Bồ Tát. Với người keo kiệt ta không nói hạnh cúng Phật. Với người ngã mạn ta không nói ba la mật thanh tịnh. Với người vô trí ta không nói đoạn
pháp đoạn nghi. Giới người ganh tị, ta không nói tâm thanh tịnh. Giới người không có lòng tin, ta không nói pháp tổng trì. Giới người không có đức, ta không nói pháp thiện thệ. Đối với người tham ái, ta không nói thân thanh tịnh. Với người không đành luật nghi, ta không nói pháp hủy bán Phật là có lỗi. Với người nói láo, ta không nói lời thanh tịnh. Với người ngã mạn, ta không nói pháp cung kính. Với người không hiểu biết, ta không nói pháp tu học. Với người trọng thân mạng, ta không nói pháp cầu đạo. Những hạng người như vậy không nên nói pháp. Khi ấy Tôn giả Hộ Quốc bạch Phật, ý đó thế nào? Phật bảo Tôn giả Hộ Quốc, vì hữu tình này ngu si mê muội, tâm thức điên đảo, hư vọng phân biệt, không đương giáo pháp, thậm chí pháp của hàng trời người cũng không nên nói cho kẻ ấy. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, các hữu tình bất định và các chúng sinh khác, kiêu mạn lại tự cao ngạo, lại tham đắm lợi dưỡng, thường làm trái luật nghi, đắm sâu trong năm dục, tăng thêm các phiền não, sẽ lìa Bồ Đề Phật, đối tiện pháp thoái lui, biến nhát không tu tập, do dự nhiều tán loạn, lời dạy của giới pháp, mà không sinh lòng tin, bởi nghèo cùng bức bách mới tìm cách xuất gia. Dù được làm bí xô, cùng khinh bỏ đạo pháp, nhưng vứt bỏ gánh vàng, mà chọn lấy gánh gai. Tuy muốn vào núi sâu, đến ở nơi vắng lặng, ý không thích tu thiền, nghĩ tà thêm tán loạn, chướng ngại các biện tài, trí tuệ lớn chìm mất, rơi vào trong nẻo ác, dù có được thân người, xấu xí không vẹn, toàn vẹn. Tánh biến nhát ngu si, không hành các pháp thiện, các căn thường ám độn, rơi vào hiểm nạn lớn, trải qua vô số kiếp, chìm đắm không giải thoát. Nếu hành tà có lợi, là chứng được quả Phật. Điều đạt không biết rõ, đáng lẽ hành thành thiện thệ. Nếu người tham lợi dưỡng, rơi vào trong chúng sinh, như cuồng phong trên không, làm rơi các loài chim, phước tà khi đã hết. Nghĩa ấy cũng như vậy, người không tin phá giới, thấy thiện như người mù, vì như củi đốt thay, không lành người ghét bỏ. Tuy đã phát tâm thiện, không có trí rộng lớn, chê pháp bởi không tin, giải thoát chẳng rốt ráo. Như vẽ tranh không keo, màu sắc tranh không bền, ngã mạn tự cao ngạo, nghĩa ấy cũng như vậy. Nếu cầu Bồ Đề Phật, thì không tiếc thân mạng, với lời pháp sâu xa, dụng mãnh siêng tu học, bỏ thiện hành phi pháp, việc làm thêm tội lỗi, rơi vào hầm lửa lớn. Ai nghe pháp như vậy, đưa pháp để hành trì, đoạn trừ tâm tham ái, tu trọng cội công đức, thậm chí với một câu, thông suốt hiểu trọn vẹn, chứa công đức như vậy, thành tựu đạo tối thượng, mà mãi lìa ngu tối. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ rồi, bảo Tôn giả Hộ Quốc, ta ở trong đời quá khứ, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, không thể kể được hết. Lúc ấy có Phật ra đời, hiệu là Thành Nghĩa Ý Như Lai, ứng cúng trên biến tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Bấy giờ có vua nước lớn tên là Phát Quang, chủ cõi Diêm Phù Đề, đất đai rộng lớn, 16.000 do tuần, trong đó có 20.000 châu thành. Thành ấp vua Phát Quang ở, tên là Bảo Quang, thành ấy đông tây dài 12 do tuần, nam bắc rộng 7 do tuần, có 7 lớp thành bằng 7 báu. Vua ấy khéo thực hành 8 chánh đạo, có 1.000 ức dòng họ giàu mạnh, dân chúng đất ấy thọ 10 ức tuổi. Vua có thái tử tên là Phước Quang, các căn đầy đủ, dung mạo đoan nghiêm, đẹp đẽ đệ nhất. Khi thái tử sinh, có 1.000 kho báu từ đất nổi lên, trong đó có một kho báu hiện trước điện vua, bên trong đầy 7 báu, cao bằng 7 người, lại khiến cho việc làm của tất cả chúng sinh được như ý, cho đến người bị giam cầm đều được phóng thích. Thái tử ấy sinh được 7 ngày thì thông thạo tất cả kỹ nghệ, công xảo, toán thuật, thậm chí tất cả nghề nghiệp. Sự việc thế gian và xuất thế gian không việc gì là không thông suốt. Vào nửa đêm có thiên tử Tịnh Quang đến thuyết giảng pháp, bảo với thái tử Phước Quang hãy lắng nghe
người phải dừng tâm không nên tán loạn, thường phải xa lìa các trần cảnh, ngày đêm tư duy pháp hữu vi, phải quán vô thường. Khi tuổi thọ hết, ai là người của ta, đối với phi pháp, nên sinh sợ hãi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả, để thử ba chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.